Rồi, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái số loa rời. Và đặc biệt bộ loa hôm nay có một cái bộ loa châu Âu. Đây là bao gồm 4 cặp nha anh em. Có 3 cặp loa bass điện nha và một cặp loa bass cộng hưởng và một cặp dép. Thì toàn bộ cái số này là em gả trên một cái thùng loa cây của châu Âu ra. Vì lý do là cái thùng không đẹp á, cho nên là sẽ có một đống loa rời như thế này để cho anh em mình có thể lựa chọn nha. Và một cái thùng loa cây châu Âu mà nó nhiều tuyến loa như thế này nè thì giá thành nó cũng sẽ không có rẻ nha anh em. Cho nên là khi em gả ra rồi thì em cũng phải cân đối giá để em bán ha. Anh em nào mà thích những cái cặp loa châu Âu chất lượng để mà về anh em mình phối ghép thay thế vào những cái loa mà anh em mình đang có mà anh em bị hỏng loa ha. Đường kính nó tựa giống như vậy thì anh em mình liên hệ nha. Thì con này là lo 1 tấc 6 đó anh em mình có mấy thùng lo 1 tấc 6 là bắt vào được nha. Và bên đây em có một cặp lo trả lời của JBL, cặp này cực đẹp nha anh em sẽ giới thiệu luôn. Và đây có 4 cặp lo chép, 4 cặp lo chép mắt trâu cho anh em mình. Đây, lo chép mắt trâu cái mặt nó là nó cỡ 5 phân nha anh em, mặt lo là 5 phân. Và đây là mặt ngang ha, mặt ngang là nó hơn 7 phân tí nha. Đó, đây mặt lo mặt bằng giấy ha, chất liệu giấy này nó dính bụi nha. Đó, lo zin nguyên bản hết nha anh em. Mấy con này là cũng dạng lo nó cổ lắm rồi, chất liệu giấy này thì anh em mình thấy nè ha, mấy chất liệu giấy này thì nó dòng lo cổ rồi, thích hợp cho anh em mình nghe nhạc vàng ha, ghép vô những cái thùng lo nghe nhạc hoặc là những cặp lo toàn giải rồi anh em mình nghe nhạc vàng rất là hay ha. Đó, ở đây em có 4 đôi ha, thì trên lo nó đã có kèm sẵn tụ zin rồi nha anh em. Đó, trên lo nó có sẵn tụ hết rồi. Cái keo ngày xưa nó dán cũng khác cái keo bây giờ nữa anh em. Đó, cặp mấy cặp này là nó dạng cũng cổ lắm rồi anh em nha, hàng zin nguyên bản nha, zin nguyên bản. Đây, anh em nào mà thích cái chất cam chép mộc mạc ha, đó thì liên hệ với em. Mấy con này thì tiếng kêu những cái tiếng mộc mạc chi tiết á, thì nó rất là hay ha. Hàng zin nguyên bản 100%, chưa đụng chạm thay thế bất cứ thứ gì nha. Thì đây em bán theo combo nha anh em, 2 cặp ha. Đó, combo 2 cặp là 500.000 ha. 2 cặp như thế này 4 chiếc ha, 4 chiếc là 500.000. Anh em mình quan tâm thì liên hệ nha. Cái cụm từ của nó to bằng cái mặt luôn anh em nha. Từ rất là to và bên trong chắc có lẽ là 2 từ, nó rất là cao nha anh em. Đó, zin nguyên bản nha, zin 100% ha. Combo 2 cặp là 500 ha, 2 cặp là 4 cái. Ở đây em có 8 cái nha. Rồi, ok. Giá 500.000 cho 2 cặp ha. Đó, anh em mình chuyển đủ 500 thì em bao cước luôn cho anh em mình ha. Rồi, ok ha. Và đây là một cặp loa trả lời của JBL anh em. Đó, tem đỏ nha. Con này khá là đẹp luôn và khá là mới nha anh em. Đó, mặt lưới thì không có lủng rách, không có cấn mớp gì hết ha. Mặt lưới là đẹp keng. Đó, thùng vách thì cũng đẹp luôn nha anh em. Con này chiều ngang em nói là nó 17 nha, 17. Chiều cao của nó là 15 ha. Xin lỗi anh em mình, chiều sâu là 15, còn chiều cao của em nói là cũng 17 nha. Đó, thùng góc cạnh là đẹp ha. Đó, đẹp keng à. Đây, và đây là mặt sau nha anh em. Đó, thì đây là nó có một cái trạm lo ha. Và đây là anh em mình có thể treo lên tường hoặc là anh em mình có thể để trên nóc thùng lo như thế này. Thì những con này á, khi anh em mình mua hàng thì em sẽ có kèm tụ cho anh em mình nha. Anh em mình đấu qua tụ rồi thì anh em mình có thể karaoke với lại lo bass 20-25 trong gia đình là vô tư nha. Gỗ của này nó khá là dày nè anh em ha. Đó, thì khi anh em mình mua hàng để mà trả lời karaoke á thì em có kèm tụ cho anh em mình nha. Anh em mình yên tâm ha. Đó, và đây chính là cái chiếc còn lại nha anh em ha. Chiếc còn lại đây rất là đẹp, hàng zin 100% nha anh em, zin 100%. Đó, thì cặp này về nó bị mất tem anh em ạ. Nhưng mà nó còn ở đây một miếng này nha. Con này cái model của em nó là JBL TLX Movie ha. Đó, là ở đây nó có hàng chữ nữa và chở kháng là 8 ohm ha, made in USA. Đó, thì con này công suất nó cũng chừng vài chục watt một lo. Thì anh em mình đấu qua tụ rồi thì có thể karaoke với lại lo bass 20, 25, 30 trong gia đình là vô tư nha. Đó, rồi ok ha, em để cặp này qua bên. Thì cặp này giá là 1.400.000 nha anh em. Đó, cặp này giá 1.400.000. Cái hình thức của nó to và nó đẹp hơn những cái cặp 1.300.000 em bán trước giờ nha. Đó, có một cặp thôi, giá là 1.400.000 ha. Anh em mình quan tâm thì liên hệ nha. Đó, rồi. Và đây thì em có nguyên một bộ lo của châu Âu nha anh em. Đó, một bộ lo của châu Âu ha. Đây là nó bao gồm là một cặp lo bass ha, một cặp lo bass và hai cặp lo bass trên ha, và một cặp lo
cộng hưởng nha anh em. Đó, một cặp loa cộng hưởng và một cặp kép. Thì con này là gãi trên loa cây của hàng châu Âu ra ha. Đó. Thì loa rất là đẹp luôn. Đó, anh em mình có thể xem nè ha, mặt loa đây. Đó. Anh em mình xem nha. Đây ha. Đó. Rồi, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu từng cặp một và em sẽ báo giá nha. Đó. Em quay trước ở đây và đây chính là cặp chép ha. Cặp loa chép đơm ha, đơm lụa, con rất là to nha anh em. Đó. Đây, cái này là hàng châu Âu xịn sò nha. Đó. Thì những cái hàng châu Âu thì trên cái củ lo của nó ít có ghi cái thương hiệu lên lắm anh em. Đa phần nó ghi trên thùng lo không à. Còn cái củ lo thì có khi nó dán tem giấy, còn có khi nó không, chứ nó ít in cái tem lên lắm. Đó. Ít in cái chữ lên cái củ lo lắm. Ngày hôm qua em có bán 4 cặp lo bát 16 của châu Âu á. Thì nó cũng chỉ in cái mã số lên thôi chứ không in gì hết trơn á ha. Thì cũng được anh em mình ủng hộ hết rồi. Anh em mình nhìn biết hàng, anh em mình chốt trong đêm hôm 4 cặp lo bát 16 của châu Âu em đăng qua. Thì anh em mình chốt trong đêm luôn ha. Đó. Em đăng có một tí là anh em mình chốt hết rồi. Và lúc tối và sáng lại, và từ sáng giờ có rất là nhiều anh em mình điện nhưng mà không có hàng. Tại vì em đăng có 4 cặp em đã bán hết rồi á. Anh em mình điện sau thì không có hàng, mong anh em mình thông cảm giùm em nha. Tại hàng cũng dạng hàng sưu tầm ha, bán rồi thì hết. Anh em mình có thể đăng ký kênh theo dõi để mà cập nhật những clip mới từ bên em nha. Em cũng cập nhật clip hàng ngày để cho anh em mình xem về những cặp loa mà em sưu tầm ha. Đó. Và đây là cặp loa chép của em nói nha anh em. Cặp loa chép của em nói ha. Cặp loa chép đường kính chiều ngang là 8 phân ha, còn chiều xéo á là nó 11 phân nha anh em. Con này là loa chép hàng châu Âu, tháo thùng chung nguyên một bộ của nó nè. Con này anh em mình thấy vậy chứ tiếng nó đánh khá là nhuyễn và tơi nha. Đó, ngọt ngào. Đó. Đây, thì cặp loa chép này giá là 1 triệu đồng nha anh em. Cặp loa chép hàng châu Âu đẹp keng ha. Đó, zin. Mấy cái này là dính dơ chưa có lau nè. Lau cái là đẹp lắm nha. Đó. Cặp loa chép này giá là 1 triệu đồng nha anh em. Rồi, ok. Thì anh em mình chơi loa Nhật chán rồi á, thì anh em mình có thể thay đổi qua những cái dòng loa châu Âu như thế này nha. Ở thì em cũng xin nhắc lại luôn, thì những cái loa Nhật á thì anh em mình chơi nó đơn giản, nó ghép đơn giản hơn mấy cái loa châu Âu này ha. Mấy cái loa châu Âu này thì anh em mình chơi sành rồi á, anh em mình hiểu về loa rồi á, thì anh em mình chơi những cái loa châu Âu này nè, tuy là nó khó ghép hơn loa Nhật một tí nhưng mà anh em mình đã ghép nó chuẩn một cái rồi thì chất âm nó ra rất là nghe, rất là phê anh em ạ. À. Anh em mình ghép chuẩn là nghe ra rất là ok luôn. Còn nếu như mà anh em mình mới chơi á thì anh em mình nên chơi loa Nhật trước đi nha. Đó, tại loa Nhật nó dễ ghép lắm. Mấy loa châu Âu này thì hơi khó hơn tí. Nhưng mà anh em mình chơi sành rồi thì nó cũng đơn giản thôi ha, nó cũng không có gì là khó hết. Anh em mình chơi thì cảm nhận từ từ ha. Và đây là loa bass nha anh em, loa bass ha, gân là gân cao su ha, gân cao su zin, màng đẹp nha anh em. Đó. Mấy con này thì đánh tiếng bass là thôi rồi luôn ha. Đó. Loa nó có đường kính chiều ngang á là nó 18.5, còn cái chiều ngắn này á là nó 16.5 nha anh em. Thì đây cũng vẫn gọi là loa 1/6 ha. Anh em mình có thùng loa 1/6 á là lắp cái củ này vào được nha anh em ha. Cái loa 16 là anh em mình lắp vào được. Thì loa này anh em mình có thể lắp đứng như thế này, hoặc là anh em mình lắp ngang như thế này ha, hoặc là anh em mình lắp xéo như thế này cũng được. Thì anh em mình thích sao thì anh em mình lắp như vậy, nó cách điệu như thế này rồi thì về anh em mình thiết kế lắp vào thùng rất là đẹp luôn nha. Đó. Còn nguyên bản hình như là lắp ngang ha. Anh em mình có thể lắp xéo thùng như thế này ha. Đó, hoặc là anh em mình lắp xuôi thùng như thế này cũng được nha. Rất là đẹp. Mẫu thiết kế như thế này nè, thì anh em mình lắp thùng rất là đẹp luôn ha. Và cái viền là màu trắng ha, và lo toàn bộ là màu đen, rất là đẹp nha anh em. Đó. Đây thì có ba đôi bát điện và một đôi bát cộng hưởng nha. Đó. Đây thì cái củ lo của nó thì cũng đẹp long lanh bảy màu nha anh em ha. Đó. Xương là xương màu bạc nha, xương màu bạc, con kiết là zin nguyên bản hết. Và anh em mình nhìn thấy cái nhọn không? Đó, anh em mình thắc mắc thì những cái lo châu Âu nó nhỏ nhưng mà tại sao nó đánh tiếng bass hay ha. Đó. Thì anh em mình nhìn cái nhọn nè, nó nhọn rất là to ha. Đó. Thì cái mặt lo nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó đầu tư bên trong á rất là có giá trị nha anh em. Ví dụ như là cái từ lo nè ha. Những dòng lo châu Âu anh em mình để ý đi, những cái dòng lo châu Âu cái từ nó nhỏ nhỏ không à, nhưng mà nó đánh tiếng nào tiếng nấy ra rất là dày dặn và trầm ẩm luôn ha. Những cái dòng loa châu Âu á, anh em mình thấy lo bass 16 ha, 14, 15 hoặc là 18, 20 đâu. Nó nhỏ nhỏ vậy không à, nhưng mà đánh tiếng ra tiếng ấy trầm ấm lực, nghe rất là sướng. Đó thì những con này cũng không ngoại lệ nha anh em. Đó, cái từ nó nhỏ xíu mà nó đen mung à. Hàng xịn sò nhịn phát biết liền nha anh em. Đó. Củ từ lo ha, đẹp lắm, long lanh, bảy màu. Đó. Thì em quay hết luôn đi rồi em báo giá chung một đợt luôn cho anh em mình xem nha. Đây có hai đôi giống nhau nha anh em, hai đôi này là giống nhau ha. Đó. Đây. Hai đôi này là giống nhau.
Đó. Thì cái đôi này, chỗ này, cái gân chỗ này nè, nó có vết một tí nè nha. Thì đã xử lý ok rồi, cũng không cần phải thay gân nha anh em, nhìn kỹ lắm mới thấy ha. Thì anh em quay qua camera em không nói, chắc chắn anh em mình sẽ không thấy, nhưng mà tính em có xa báo vậy ha. Chỗ này nó có cái vết trên gân tí nè, đó anh em mình thấy không? Đó ha, em quay em chỉ vậy thì anh em mình sẽ thấy nha. Còn em quay sơ qua thì chắc chắn anh em mình sẽ không thấy đâu. Nhưng mà hàng em có xa báo vậy ha, anh em mình thuận mua thì vừa bán, anh em mình mua thì cũng vui vẻ về sau ha. Đó rồi, thì hai cặp này là giống nhau ha. Hai cặp này giống nhau là giá là 1 triệu đồng một cặp nha. Giá là 1 triệu đồng một cặp. Nên em có hai cặp giống nhau. Thì riêng cái cặp cái nó có cái cấn cái gân này á, thì em vẫn bán giá 1 triệu bằng cái cặp bên đây. Nhưng mà em sẽ bù lại cho anh em mình là một cái cặp màng cộng hưởng này ha. Ở đây là nó có một cái cặp màng cộng hưởng. Đó, là nó chỉ có cái màng và như thế này đây. Nó không có con và từ lo ha. Còn toàn bộ là cái mặt tiền nó giống nhau. Thì anh em về anh em mình có thể bít lỗ hơi lại, và anh em mình lắp cặp này và cặp này vô chung một thùng. Thì cặp này nó đánh thì cặp này nó sẽ cộng hưởng theo ha. Đó. Thì cặp này trên gân nó có một cái vết xíu, thì cũng bán giá 1 triệu bằng cái cặp bên đây. Nhưng mà cái cặp này em sẽ có tặng kèm cho anh em mình là một cái cặp màng cộng hưởng này ha. Đó, rồi ok nha. Đó, anh em nào mà quan tâm thì rước mấy cặp này về chung lên chung thùng luôn cũng được ha. Ba cặp này về lên chung thùng luôn cũng được. Đó. Còn cặp bên đây thì giá nó cao hơn 200 ngàn so với cặp bên đây. Là cặp bên đây thì mặt tiền nó cũng giống nhau nha. Đó, mặt tiền giống nhau, con nhện thì nó cũng tương tự nhau ha. Nhưng mà cái củ từ của nó, cặp này là củ từ nó bự hơn một tí nha anh em. Đó, anh em mình thấy ha. Đó, thì cái cặp này cái củ từ nó bự hơn tí thì giá cặp này là 1 triệu 2 ha. Đó, thì cái cặp này nguyên thùng của nó thì nhiều tiếng lo thế này, hàng châu Âu thì giá thành cũng khá là cao, cho nên là em gã ra thì cũng cân đối từng món để mà em báo giá lẻ cho anh em mình muốn mua món nào thì mua nha. Đó, rồi xong thì cặp này giá là 1,2 triệu nha. Kích thước giống nhau nha anh em, kích thước giống nhau, mặt tiền giống nhau ha, chỉ khác về cái từ nó lớn hơn tí thôi, còn hai cặp này thì nó giống nhau. Rồi ok, clip em xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.